Hôm nay Thanh Happy sẽ quay cận cảnh các chú ong hút mật trên những bông hoa cà phê cho mọi người xem nha. Đây, đây có phải là bác ong chúa không mọi người ơi? Rất là dễ thương luôn, có phải không nè? Đây, rất là dễ thương nha. Đây, em ấy rất là dễ thương.